không chư chia tu sinh vị tu nhiều bài vị tu cơ ru vị tu nâng chia sẻ vị tu chôn chia chân đó là bây là bài bằng phật nâng non pro tế chân nị dây đợi lại nâng nâng non bị phục lốt nị dây ruộng sai chỉ vật rồi bỏ lốt nâng tre ban liệt rồi đang bình chạy giang chứ ba mui chốt mui ca chấp cầm nạt đợi xa ta phải giờ ti mui rồi bắt luôn bằng cát ban tài côn sợi đo tới chùm nuôn pram buôn nẹt tớp lốt không hư cực đại chi mình tre nên cô song ban kết luôn một ru nâng non cổ lù mui đời xa bánh hàn dụ bài, ban xâm rạch chất dốc sư trầy mà nẹ tiết với chi xây cầm nán xây cầm nán rụng ní, ban bằng cát côn pro mà nẹ đò lột không hư, tai chi ác của xó côn pro đại miên chmu tha, măng phi cho ai. Ní miên bì ca phía bì cầm nát khăn cùng nịch trong ban côn pro xnong trở cô lột không hư, ban riêp ca chi mùi kinh nhà diên chân chay, đại chi côn xây bực khăn chùm nòng bóng ôn xây chùm nuôn bây nẹ nây trở cô diên lột xây diên chân chay tại ban tờ can phnom ni, Pachabons. Thất nơi khăn ông sọc chi phô khai sàn tung, đồng bây bọn sron tam lẹ khả nạ chùm nữ sông côn pro, chi lợi tập hò mô bì ca bọn sron, rưu chi phiếp chạy đòn, rưu chi sầm nàng thay tì đọc pram buôn khai mì thô ná chân nàm pram rồi ha sập mùi môn kris sạc rai, lục sợi bọn cát ban côn pro mà nẹ, hai trợ ban lục không hư đại chi bục đạc chú mù hỏi thà không không chiêu, hai miên chú mù hai cải thà chông nì, chư miên này thà côn pro nông pru thang rồi bỏ tì rụ ní. Miền riêng đôi côn phnom trong miền này thà tì pi pru tì rụ ní chì côn pro tì pi rộ bò lô không hư ai ní cứ chì chmu phnom ní đại lục srei yên chân cháy tanh tờ bòn sron môn pê tì rụ ní chắp cầm nạt tì rụ mà nẹ ní. Rồi một trơ ban kê hai thà không chư chư cứ chì nghe đại chôn chiết chân ní xà mai bồ rán đò chu nẹ đại miên bút thịt phung kpô đồ chì lao chư stap nèk sas nà ta ở xôn chư nẹ bằng ca trus đây sơ lập bạ sang kriêm chì đàm. Không chư mình trâm tại trơ ban kê chặt tục thà chia tu sân vị tu bà nọ tê, tại thaym tiền chia sthapanik sasna không chư, đại chia sasna miên lạc nạ tê vì dùng tiệt phong, lục không hư nâng lục sợi yên chân chay mình ban đâng tê tha tê rụt mà nẹ ní, nâng khai chia tu sân vị tu, đó là bây là ban mùi rụt rồi bóp rồi tê chân nì dây đòi lại rồi bóp bị phục lục nì dây rùm, lục tiền pi mình đâng tê tha tê rụt mà nẹ ní, trơ kê bà sơ tình niêm tha chia sdach miên bà lòng. Ở bốc rồi bỏ không chư ban ly chạ lột nơi bê đại lột tớ miên ở dụ bấy chân nằm, hẹt ní mà đai rồi bỏ lột chi nẹ tớ tu bần tục ca thai tôm nâng ca ọp rùm lột, đòi xa chi vực hiệp gây cro mà đai rồi bỏ lột trơ tớ bòm ra cru xa áp bì chốn chi đòi tục bê về lìa ở lột ban tờ lên chi mùi khu mênh đợt tây tiết nơi bê tháng ngày, hai nơi bê dục quạt ban bằng riêng côn bì xìu phơ tùm niêm tùm lọp nâng tu sư ti tam cơ buôn bổ rán cổ ma không chư cho chất tớ bè vì hiê rồi bỏ sạch châu đầm bây mơ ca cổ rục bô chi tam bài sasana. Cả ní ban chùm ruyên chất ai không chư chấp đam thơ trap tam lùm nom sasna đòi cổ rốt bên bì sức, nâng nom khu mênh lên bì rụt biệp sàn bền tam tùm niêm bồ rán, bà tu bây chì sức thất nực nông phiếp kre kro giang na có đòi, còn mà đai rụt bọc không chư ban to su ai côn ban tự tu ca sức xa ở xó xa, đồn trây nâng ca ban truyên cu bình chạy phong đại tha nực nông xa mai ca nút khu mênh đai tự tu ban ca sức xa, cư miên tại khu mênh mọc bì trực cô áp thị chôn nâng sức đách bình nọ. Rút trái chua cụ một bằng riêng đợi bà tòa nợ bà tè rồi bọc luôn, chỉ mùi khí niên đi đài ai kia xa tiền ớt, trái cót ra nợ khăn ông tiền rửa xây. Nẹ đài miên bút thê nịp bôn ai kia xa nụ miên tích khăn ông bê đài ca phá lật ai kia xa trái ca chùm nái bê dạng chả ảnh không chư, cứ chia bộ cô đài chùm nẹ khăn ông ca sức xa riêng sốt, lột bàn sức xa bì mà đài rồi bọc lột, nâng sức xa bì mà chỉ than chung vinh nâng nẹ đợt tấy lột bàn àng thà. Nơi khốn chùm nào mà nút đỏ tay bây nẹ, miên mà nẹ chỉ cừu rồi bọc nhóm, khốn nhóm nâng riêng bi chùm nạch sao rồi bọc kê, hai xoay rì côn, lúc ban ả dụ đọc bi chân nam không chư ban chui khuya chìm. Đầm bây xùm rùa đò ca nghe rồi bọc mặt đái, khốn thành nạ chi nẹ khuya chìm không chư ban sàn giả thà,
អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញគឺចិញ្ចឹមនិងថែទាំសត្វជៀមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានកម្លាំងមាំមួនអាយុបាន15ឆ្នាំខុងជឺបានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងលើការសិក្សាលោកតែងចាត់ទុកពេលនោះថាជាពេលនៃការចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍពុទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលផ្ដើមចេញពីស្វ័យសិក្សាលោកបានក្លាយជាអ្នកទូនមានអ្នកដតីពីរបៀបសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវលោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងយល់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំតែមួយគត់ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្លួនគ្រួសារនិងសង្គមជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនិងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរម្ដាយរបស់ខុងជឺបានលាចាកលោកនៅពេលដែលលោកទើបតែមានអាយុ17ឆ្នាំក្រោយពេលបញ្ចុះសម្ដាយលោកបានកាន់ទុកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមានឯកសារជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ថាខុងជឺជាក្មេងដែលគោរពម្ដាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលម្ដាយរបស់លោកហាមមិនឲ្យធ្វើលោកពុំហ៊ានធ្វើឡើយទោះបីមានគេបង្ខំវាយដំឬចង់សម្លាប់ក៏ដោយ 1.2 អាពីពីពីអាយុ19ឆ្នាំខុងជឺបានរៀបអាពីពីពីជាមួយកញ្ញាឈីកងមកពីកូសុងហើយមួយឆ្នាំក្រោយប្រពន្ធរបស់លោកបានសម្រាលបុត្រាមួយឈ្មោះថាខុងលីមានឈ្មោះហៅក្រៅថាប៉អ៊ីត្រីក្អែកព្រោះគ្រួសារអភិជនជីបានជូនអំណោយត្រីក្អែកមួយក្បាលមកឲ្យខុងជឺពេលខុងលីចាប់កំណើតទោះបីជាសម័យកាលដែលលោករស់នៅបរោះអាចរៀបអាពីពីពីឬអាចមានប្រពន្ធច្រើនជាងម្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខុងជឺអាពីពីពីតែម្ដងហើយមានភរិយាតែម្នាក់គត់លោកជាបុរសដែលពោពេញទៅដោយផលិតភាពនិងភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រួសារដោយឡែកចំពោះកូនខុងជឺតែងបានអប់រំឲ្យកូនរបស់ខ្លួនសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមលោកតែងបានព្យាយាមឲ្យកូនរបស់លោកគឺជាទំពាំងដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការស្នងមរតកពុទ្ធរបស់លោកហើយជាសរសរមួយដើមដ៏រឹងមាំក្នុងការរួមចំណែកត្រកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិ 1.3 ការងារដំបូងនៅក្នុងសង្គមក្នុងឆ្នាំ521មុនគ្រិស្តសករាជខុងជឺបានទទួលតំណែងជាអ្នកកាន់ឃ្លាំងរបស់គ្រួសារអភិជនជីក្នុងពេលដែលលោកមានតួនាទីជាអ្នកយាមឃ្លាំងខុងជឺបានតាំងចិត្តថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញគឺការកត់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងឆ្នាំ523មុនគ្រិស្តសករាជខុងជឺបានរៀនដេញពិននិងច្រៀងចម្រៀងពីលោកស៊ឺសៀងជឺដែលជាប្រធានក្រុមតន្ត្រីនៅក្នុងកូលូខុងជឺត្រូវបានគ្រូរបស់លោកសរសើរពីស្នាដៃដេញពិនរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំង